Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game One Root. Tính ra từ cái đợt mà mình sử dụng cho anh em xem Gear 3 tới bây giờ cũng lâu rồi chưa chơi. Hôm nay quay trở lại thì có một vài cái cho anh em xem. Chẳng hạn như là cái bộ vũ khí mà đang sử dụng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Mình đánh lấy được từ cái con boss ở cái đảo sự kiện Giáng sinh. Tới bây giờ mà vẫn còn sự kiện Giáng sinh ha. Nhiều game đã kết thúc cái sự kiện này rồi. Để mình ra bên ngoài sử dụng chiêu của cái cây vũ khí này cho anh em xem. Nhìn cầm đẹp đẹp nhưng mà chiêu thức của nó kiểu như cũng không có được hầm hố lắm đâu anh em ạ. Ngầu không? Nhưng mà cái bộ đồ có vẻ là không hợp. Để mình đổi một cái bộ khác. Anh em thấy chưa? Vũ khí của mình đang sử dụng thuộc dạng thần thoại luôn đấy. Không phải dạng vừa gì đâu. Bộ này chắc đẹp rồi nè. Đổi luôn cái mặt nạ cái anh em. Đây, có một cái kính á. Thuộc dạng thần thoại. Anh em nhìn nè. Đẹp chưa? Quá ngầu. Rồi, để mình xài chiêu của cái cặp song kiếm này cho anh em xem. Mình cứ gọi là song kiếm đi. Chứ cũng chả biết gọi là cái gì vậy anh em ạ. Anh em thấy chưa? Nhìn chiêu nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà nó thuộc dạng thần thoại nha. Rồi, bây giờ tới cái tiếp theo mình muốn cho anh em xem. Đó chính là mình sẽ đi thức tỉnh cái chiêu chân lửa lên V2. Đầu tiên thì cần phải mua cái chiêu chân lửa V1 trước. Khi mà thức tỉnh lên á thì rất là mạnh nha. Như là cái lúc Sanji ở Wano World trong phim á nè. Xịn lắm. Ngoài ra thì còn có karate người cá V2 rồi các kiểu nữa. Nhưng mà mình thích học chân lửa hơn. Ủa cái con Sanji nằm đâu vậy ta? Ủa? Mình nhớ vòng vòng đây mà. Hình như ở tầng dưới. Đúng rồi, trong đây nè. Gặp Sanji nói chuyện. Bạn kia chỉ mình nha. Tại vì game này dạo gần đây mình cũng không có cày nhiều. Nên là mấy cái thức tỉnh chiêu thức đó mình cũng không có rành. Hiện tại là mình đã ở khu vực biển 3. Bây giờ hình như là đi qua cái hòn đảo nhà tù thì phải. Nghe bạn kia nói là như thế. Trời, bạn nó mặc cái bộ đồ đẹp ta. Bộ đồ đó hình như là lấy trong cái sự kiện Giáng sinh đó, đánh ông già Noel nó cho anh em. Ngoài ra còn có vũ khí, súng đồ các kiểu. Nhưng mà mình đánh hoài nó không rơi ra cái gì. Hơi bị buồn. Ủa? Chết rồi anh em ạ. Lo nói chuyện nhấp nhầm cái hòn đảo rồi. Đây là đảo nửa băng nửa lửa nè. Trời, game làm to vãi ra luôn á. Chà bá lửa anh em ơi. Chờ tí nha, chiêu nó hồi mình vòng qua lại cái đảo nhà tù. Bạn kia nói mình kìa. Biết rồi, trời, lo nói chuyện mình lít nhầm. Phải công nhận một điều nha. Game này làm cái gì cũng to. Thậm chí là cái đảo nhà tù cũng to kinh khủng luôn nè. Hình như là bay qua bên kia thì phải. Chết rồi, mình xài trái gương mà. Đâu có như bạn kia xài trái Mika bay dễ. Ý, cũng được nè. Trời, cái chiêu teleport của trái gương cũng xa ghê chứ. Đây, gặp Sanji nha. Chúng ta cần tiêu diệt 450 con quái. Phải không? Để có thể thức tỉnh lên chân lửa V2. Chắc cái này phải quay trở về biển 1 đó anh em. Quái nó yếu mình đánh dễ. Chứ bên cái khu vực biển 3 này nói thiệt với anh em, một con quái mình phải gồng tới Haki Ba Vương để đánh. Mà nó lâu cực kỳ để tiêu diệt được một con. Do là cấp độ của mình còn yếu quá. Về biển 1 đi. Bạn kia cũng nói vậy kìa. Bắt đầu đánh 450 con quái. Cái này á, bắt buộc phải dùng chân lửa để đánh. Chứ không được dùng chắc quỷ, súng hay kiếm. Bạn kia có nói kìa. Cũng được, không sao. Anh em nhìn đi. Quái yếu xìu, mình rờ cái là chết. Sau khoảng tầm 50 phút á, thì mình cũng đã hoàn thành nha. Xong á thì nó sẽ cho mình một cái viên có tên là Demon Power nè. Cầm qua lại biển 3, đưa cho Sanji ở cái đảo nhà tù là chúng ta đã thức tỉnh được rồi anh em. Nghe bạn kia nói á, chiêu chân lửa này còn dễ lấy.
có cái chiêu combat galaxy gì á nè, cần đánh tới 2.000 con quái lận. Rồi dịch chuyển thẳng qua đảo nhà tù luôn, chờ đợi gì nữa. Dùng trái gương nha. Ghê chưa, teleport mà từ phía dưới lên tới phía trên đây luôn. Công nhận dịch chuyển xa thiệt, không biết chiêu thức ra sao nha, nhưng mà mình nghĩ sẽ rất rất là hay. Game này á họ có mua bản quyền anh em ạ, nó là làm chiêu thức đỉnh lắm. Đây Sanji nè, để mình nói chuyện. 45 Billy à, trời anh em nhìn nè, cái gì chứ Billy game này mình không thiếu đó. Vậy là đã thức tỉnh thành công. Trời nhiều chiêu vậy, tổng cộng có 5 chiêu thức, cần 1.000 điểm thông thạo để sử dụng. Chắc đánh 1-2 con quái ở cái đảo này là đủ á. Xuống phía dưới nè, gồng Haki báo vừa mà có vẻ đánh không xi nhê con quái ta, còn nhấn nhầm cái chiêu của trái gương nữa chứ. Thiệt tình đang định đổi sang vũ khí á nè mà nhấn nhầm chiêu của trái gương nó đưa mình vào đây. Đợi vài giây nha, để đi ra ngoài cái nè. Dùng chiêu của vũ khí, con quái gần chết á, mình sẽ chuyển về chân lửa liền luôn thì nó mới lên cái điểm mastery anh em ạ. Đó, 593, xài được tới 4 chiêu thức, còn cái chiêu 1.000 điểm thì chưa đủ. Một con quái nữa thôi là được. Ồ nhưng mà chắc cũng hai con á, chứ một con không đủ đâu. Ừ, chiêu hay nha anh em, đỉnh đấy. Cái này là do mình đang tranh thủ còn Haki Bá Vương á, nên là bay vô xài chiêu luôn. Còn một lát mình sẽ sử dụng từng chiêu cho anh em xem sao. 800 mấy rồi, vậy là mới thêm một con quái nữa mới đủ. Nhưng mà hết Haki Bá Vương rồi anh em ơi, nên thôi để mình sử dụng nè. Chiêu ít là đá là một cái cục lửa nhỏ sau nó phát nổ á nè. Ê, còn đây là cái chiêu C nè. Hay nha, kiểu như là ghép bô á, nhưng mà có thể bay liên tục luôn. Nhìn hài thật sự, nhưng mà di chuyển nhanh nha. Đây được gọi là nhảy ghép bô liên tục nè. Trong phim Sanji cũng hay sử dụng lắm á. Thôi để bay xuống phía dưới mình xài những cái chiêu khác cho anh em xem nha. Chẳng hạn là cái chiêu Z đi, hồi nãy chưa nhìn kỹ. À, bay lên lộn lộn rồi đá nè. Còn cái chiêu V là đá liên hoàn nè. Nhìn đẹp ha, nó có ra cái lửa màu xanh xanh nữa kìa nè. Cái này đúng là chiêu thức tỉnh của Sanji ở cái phần Wano World luôn á. Con quái này trâu lắm, mình bắt buộc phải gồng Haki Bá Vương á thì đánh mới nhanh được, mà phải chờ thêm tầm mười mấy giây nữa mới sử dụng được. Nói chung là ở cái khu vực biển ba nè mình yếu cực kỳ, do là cấp độ còn thấp nè, mới có 8.000 mấy à. Rồi chuẩn bị gồng Haki Bá Vương lên nha. Bên đây là bắt buộc phải xài Haki, đánh nó mới nhanh. Đó, anh em thấy đam chưa? Rất là kinh luôn. Nhưng mà có vẻ cũng không đánh nó xi nhê lắm, tại vì do là cái điểm cận chiến của mình khá là thấp, mới có 9.000 thôi, trong khi những cái điểm khác của mình là hai mấy nghìn hết trơn rồi. Hiện tại là đã sử dụng được cái chiêu B nha, mà mình cũng đoán được sơ sơ cái chiêu là như thế nào rồi. Thường chân lửa thì nó sẽ có một cái chiêu là gồng lửa lên em, gồng lửa cho cái chân á. Mình đoán cái chiêu chắc là cái chiêu gồng thôi. Cái này mà cày cái điểm cận chiến lên chừng 20.000 thôi, chắc là nó cũng mạnh dữ lắm á. Anh em nhìn nè, mới có 9.000, đánh như gãy ngứa. Nhưng mà nhìn đam nó hiện cũng đã lắm nha. Đó, biết ngay. Cái chiêu B thế nào cũng là cái chiêu gồng lửa. Nhưng mà anh em nhìn lửa đi, nó cháy phừng phực luôn anh em ạ. Sạc miên không chịu làm cho gồng ra lửa xanh luôn đi.
cho nó đỉnh. Sau khi mà gồng lửa lên á thì mình nghĩ xài lại những chiêu khác thì nó sẽ mạnh hơn. Đó là cái chuyện hiển nhiên rồi anh em ạ. Mình thấy khác thì nó cũng không có khác gì cả, chắc là chỉ tăng đam cho mạnh hơn thôi. Nhấn lần nữa là tắt nha. Vậy là hết Haki Bá Vương rồi đó. Bây giờ đánh cũng không có xi nhê, với lại mình cũng đâu cần đánh nữa, đủ điểm sang tất cả chiêu rồi mà. Quay trở về đây coi có mua chát quỷ ngẫu nhiên gì được hay không, biết đâu mình mua nó ra chát quỷ God hay là trái hồi sinh của bộ xương khô băng hải tặc mũ rơm sao. Có hai trái đó là mình chưa có nha, đang kiếm để chơi cho anh em xem. Anh em có biết trái God là của ai không? Chắc nhiều bạn cũng biết rồi nhỉ, của nhân vật Berona đó. Game này cái đợt nào nó cập nhật cái chát quỷ đó mình cũng quên rồi. Vào cái thấy mua ngẫu nhiên được Mera chứ. Anh em nhìn cái kho chát quỷ của mình nè, trái gì cũng có nha, chỉ thiếu trái God với lại trái hồi sinh thôi. Mà chắc tới đây cũng được rồi á, chủ yếu là thấy có vài cái hay hay á, với lại game này cũng lâu rồi chưa chơi nên vào quay clip cho anh em xem. Giờ không còn gì nữa, chắc mình sẽ kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp. Nếu thấy thích video thì để cho mình một like, subscribe nha, để mình có động lực ra nhiều clip hơn. Bye anh em.